chào mừng các bạn đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Trên hành trình khám phá lịch sử qua ảnh, chúng tôi hôm nay sẽ dẫn bạn quay trở về những khoảnh khắc đặc biệt của Tết Nguyên đán tại Bắc Bộ trong những năm 1920. Đồng hành cùng chúng tôi để khám phá những hình ảnh tuyệt vời, tận hưởng không khí truyền thống và tìm hiểu về nền văn hóa độc đáo của quê hương. Bằng những bức ảnh hiếm hoi, chúng ta sẽ được chứng kiến sự tưng bừng, trang trí lung linh và tâm huyết của người dân Bắc Bộ trong việc đón chào năm mới. Từ những hình ảnh của các gia đình truyền thống, những con phố sầm uất đến những trò chơi dân gian sôi động, video này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về không khí Tết ngày xưa. Chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian trữ tình của những nét văn hóa truyền thống bằng cách thưởng thức những bức ảnh chất lượng cao, được tô điểm bởi những chi tiết tinh tế và biểu tượng của Tết Nguyên đán. Đây không chỉ là một hành trình quay ngược thời gian, mà còn là dịp để chúng ta chân đón và kính trọng giá trị lịch sử và văn hóa của đất nước. Hãy cùng nhau đồng hành và khám phá những hình ảnh quý giá này để ta hiểu rõ hơn về nét đẹp truyền thống, lòng tự hào về quá khứ và tư duy vững vàng hơn về tương lai. Xin mời quý vị thưởng thức và chia sẻ niềm đam mê khám phá lịch sử với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến phiêu lưu thời gian này. Hy vọng rằng, qua những hình ảnh và câu chuyện, bạn đã cảm nhận được sự đặc sắc và tinh tế của Tết Nguyên đán Bắc Bộ trong những năm 1920. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những thú vị khác từ tạp chí online của chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn trong những video sắp tới. Một quầy bán vàng mã. Hàng bàn là rong, gói bánh chưng bằng là rong là nét đẹp truyền thống. Quầy bán pháo về để đốt nhằm trừ tà, đuổi quỷ cũng như giúp không khí Tết thêm náo nhiệt vui vẻ. Các sạp hàng bán hải sản như tôm cá. Quầy bán tranh Tết thu hút nhiều người ở mọi lứa tuổi.